Cyberpunk Edge Runner hay tuyệt cú mèo, điều đó không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, cái kết bi thảm của bộ phim là thứ khiến nhiều khán giả không khỏi chạnh lòng. Mặc dù vẫn biết rằng đoạn set ending này sẽ phù hợp hơn với bối cảnh và câu chuyện của thành phố Night City, nơi vốn được coi là high tech low life. Tuy nhiên, sẽ thật tuyệt biết bao nếu câu chuyện có thể đi theo một hướng khác và kết thúc theo cái cách mà không làm tan vỡ hàng triệu con tim game thủ. Hồi tháng 9 vừa qua, một họa sĩ Trung Quốc với nickname Hỏa Chát Chát đã tự vẽ ra một cái kết mới, hạnh phúc và viên mãn hơn cho các nhân vật chính của Cyberpunk Edge Runner. Thay vì bị Adam Smasher đánh bại một cách chớp nhoáng, David bằng một cách nào đó đã hạ gục được tên phản diện, đồng thời kịp đưa cô nàng Loli Rebecca đi chữa trị. Sau đó, anh bay lên mặt trăng để đoàn tụ với Lucy trong sự vui sướng khôn cùng của nữ chính. Một cái kết thật đẹp đúng không nào?